Các bạn, trong video này chúng ta sẽ đi thay pin cho cái máy hút bụi Robo Vacuum Cleaner String. Đây là cái máy Trung Quốc nhưng mà chất lượng của nó khá là ổn. Nó là cái máy chuẩn châu Âu. Cái bộ pin của nó, gốc nó là pin ICD. Bây giờ chúng ta sẽ đổ sang Lion. Và khi đổ ICD sang Lion thì chúng ta sẽ phải bỏ cái cả gốc của nó đi. Cái bộ pin này thì nếu mà bạn để ý thì nó sẽ có 4 chân, trong đó có hai cái chân trong này là cảm biến nhiệt. Sẽ có một cái cảm biến nhiệt cắm vào đây. Bây giờ chúng ta muốn độ sang liền kiểu như này thì bây giờ chúng ta sẽ phải bỏ cái chân cảm biến nhiệt, bởi vì nó sẽ lồi. Vậy chúng ta sẽ hàn chân này cảm biến nhiệt giữa hai cái cực này luôn. Chúng ta sẽ không sử dụng cái chân cũ nữa và chúng ta sẽ dán đè cái dây bảo vệ lên. Còn cái đầu tiếp xúc phía trong, nếu bạn để ý theo cái chiều này dán xuống nha, thì đầu dương nó sẽ là bên này. Như vậy cái cực dương nó sẽ tương ứng với cả đây, ở đây sẽ là cực âm. Đây, bạn cắn theo cái chiều này gắn xuống. Dương ngoài âm. Bộ pin này thì tất nhiên nó chết rồi, cũng tắt được rồi. Đây, nó vẫn lên được một tẹo điện nhưng mà báo hết pin. Ok. Đấy. Thì chúng ta sẽ độ sang liền. Liền thì nó cái dung lượng nó sẽ cao hơn. Tất nhiên khi độ sang liền thì chúng ta sẽ phải fix một số cái vấn đề đó. Mà có lẽ thì trong trường hợp này chúng ta sẽ dùng cái jack XT60 để câu lên. Về sau chúng ta sẽ tháo cái bộ pin này sẽ dễ dàng hơn. Và chúng ta sẽ làm một cái miếng nhựa che ở đây để cho nó đỡ so lệch. Còn cái vỏ này thì nó sẽ gắn đủ cho pin, thậm chí là thừa. Như vậy bạn có thể thiết kế một cái đầu sạc câu ra ngoài, cắm vào lỗ ở đây cũng được. Cái pin này thì khi dùng nó sẽ không dùng sạc gốc. Như vậy khi sạc bạn sẽ phải dùng cái sạc ngoài 16,8V. Còn trong trường hợp bạn cố dùng sạc gốc thì vào lý thuyết nó vẫn sạc thì vẫn sạc được, bởi vì cái bộ pin này đầy lên nó cỡ khoảng 16V. Nhưng mà nó cái cơ chế sạc của pin ICD nó khác với liền. Như vậy bạn cắm ở đây thì bạn sẽ phải mút mạch. Hoặc cái cách thứ hai là nếu mà bạn cứ dùng thẳng thì nó nhanh hỏng pin. Cơ chế hai con này khác nhau, con này là CCCV, còn con này sơ hiểu pick, tức là cái mức tăng điện áp để nó dò xem là khi nào mà pin nó đầy thì nó dừng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi quét lỗ để chúng ta cắm cái dây sạc và chúng ta sẽ phải fix cái chân tín hiệu cho nó phía bên trong này. Nên có nghĩa là chúng ta sẽ bẻ cái này đi và chúng ta sẽ gắn hai chân tín hiệu này, hàn nó thẳng nó xuống nha, phía dưới này, và chúng ta sẽ dán một cái giấy đè lên để chúng ta fix cái chân tín hiệu. Các con pin ICD thì thường nó chỉ cần chân tín hiệu nó chạy thôi. Chân tín hiệu thường nó sẽ là cảm biến nhiệt. Bởi vì pin ICD này khi dùng thì về lý thuyết nó có thể xả đến tầm 1V, và khi xả nếu mà pin chai thì nó rất là nóng. Vì vậy cảm biến nhiệt này để ngắt cho cái pin này nó không bị nóng quá. Bây giờ chúng ta sẽ đi xử lý tiếp. Đây là cái bộ pin sau khi mà chúng ta lắp xong. Ở đây tôi đấu cái jack XT60. Rồi rồi. Để cho việc tháo ra lắp vào nó dễ dàng hơn, là bạn về lý thuyết bạn có thể tháo ra kiểu như này. Ở phía trên này thì nó sẽ được gắn một cái jack sạc DC và nó sẽ có cái đầu mũ bảo vệ. Thực ra cái đầu mũ bảo vệ trong trường hợp mà hút đi vào nước cái gì đấy thì nó có thể bảo vệ cái đầu sạc. Cái lắp thì khá là đơn giản. Cắm ngay thôi. Sau đó chúng ta sẽ để cái pin này lên trên này và đấy, tốt đó cũng là xong. Nó có một lỗ đầu sạc này, cái này sạc với sạc 16,8V. Có lẽ tôi sẽ cần phải ghi cái nốt ở đây là 16,8V trừ khi mà người ta quên mất. Ok, sạc với sạc 16,8V. Cái bút đúng mất rồi. Bộ pin thì bây giờ bao đây. Ok. Đặt nó lên test thử một cái. Ok. Ok, nó cày nát chỗ này thì rất việc. Ok, lại xong rồi. Thế đây là cái
robot string đã độ sang liền và sạc bằng sạc 16,8V. Nó khá là dễ thay thế đối với các cái robot mini CD, chỉ có điều là cái cục sạc của nó thì hơi khó chịu thôi, vì chúng ta sẽ không còn sử dụng được cái sạc zin nữa mà bắt buộc phải dùng sang một cái sạc cho cái hệ pin liền khác. Xin cảm ơn bạn đã theo dõi.